Vâng, xin chào toàn thể quý chị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô cũ của em Lợi. Tiếp tục em Lợi lại vào cầu Toyota Hilux rồi. Được cái là khoảng tầm 10 ngày gần đây thì được anh em trên kênh ủng hộ em Lợi rất nhiệt tình về dòng Toyota Hilux. Em bán khoảng đâu đó khoảng gần chục xe từ đời 2017, 18, 19. Đấy, có review lúc 5 xe thì bây giờ đã hết rồi. Hôm qua thì có lấy thêm một chiếc màu trắng, hôm nay lại về thêm một chiếc màu cam nhé. Đây là cái chiếc màu cam mà đời 2021 này. Và được cái là anh em ủng hộ nhiệt tình về cái dòng xe gì thì em lại tập trung vào căng mình đi mua những cái dòng xe đấy để ủng hộ phục vụ anh em trên kênh. Đấy, về dòng bán tải Toyota Hilux thì cũng được nhiều anh em đánh giá, một trong những dòng xe bền bỉ và tiết kiệm, bảo trì bảo dưỡng ở trên thị trường và trên toàn quốc đều rất là bình dân. Và đặc biệt là giá thành rơi khấu hao hàng năm nó ít hơn so với các dòng xe bán tải Ford hoặc là Chevrolet hoặc là Mitsubishi hoặc là một số dòng khác. Đấy, nhưng mà nói thật với quý chị là để mà đi chiếc Toyota Hilux thì em cảm thấy nó bền bỉ. Mặc dù là một điểm trừ của chiếc Toyota Hilux là option đồ chơi nó ít hơn so với các cái dòng Ford. Đấy, nhưng mà về kinh tế thì là số 1 quý chị ạ. Đấy, sau đây em sẽ review về chiếc xe em vừa lấy về chiều qua, chiếc Toyota Hilux đời 2020 phong mới màu cam. Rất là đẹp, xe thì số tự động một cầu máy dầu. Xe này thì biển Hà Nội em bao rút hồ sơ, có hỗ trợ trả góp ngân hàng nhé. Và chiếc xe này thì lốp cả rất đẹp. Đấy, toàn bộ xe thì cam kết không đâm đụng, anh em trách tiếp thoải mái nhé. Sau đây em sẽ review tổng hợp từ khung gầm, nội ngoại thất, máy số cho quý vị xem. Vâng, và đây là cái phần ngoại thất bên ngoài của chiếc xe đây. Xe được trang bị nước sơn màu cam này. Toàn bộ xe thì đều rất là đẹp, bốn cánh cửa cốp trước cốp sau là nguyên zin. Và xe này là xe form mới nên là mặt ca lăng nó khác này, rất là đẹp nhá, đèn vuông hơn. Và thêm la răng của chiếc xe là la răng màu đen nhá. Anh em nhìn cái phong cũ là sẽ la răng màu trắng. Và toàn bộ các cái phần đèn pha này sáng rực luôn. Và cabo là sơn zin nhá. Đây, lốp của chiếc xe này còn dày bịch luôn quý chị ạ. Đát lốp thì đều 2020 này. Và toàn bộ la răng không chảy chém gì nhá. Khung gầm chassis này quá là đẹp luôn nhá. Đấy, toàn bộ khung gầm chassis bự gầm phía trước này còn là cực kỳ mới nhé. Xe chỉ chạy trong phố phường thôi nên là chất xe, chất khung gầm nó đẹp. Đấy, thì chiếc xe mà chạy công trường công trình thì nó không được sửa gìn và không được mới như thế này đâu quý chị ạ. Anh chị em nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi thì cho em Lợi xin tự giới thiệu, em tên là Lợi, chuyên mua bán ô tô cũ tại Hà Đông Hà Nội. Địa chỉ cửa hàng em Lợi là địa chỉ 1019 đường Quang Trung Hà Đông Hà Nội nhá. Bác nào mà quan tâm đến dòng xe bán tải thì alo em Lợi qua số điện thoại 0986265090. Đấy, bật lên xuống này, tay nắm cánh cửa này rất là đẹp nhá. Lốp lắp này, la răng này không chảy chém gì và đều rất là đẹp, đã 2020 hết nhá. Chassis của chiếc xe đây, anh em nhìn chassis còn xanh lét luôn. Số khung này anh em quen có thể check này. Đấy, gầm của chiếc xe đây, gầm này còn sáng và đẹp nhá. Ở cái tầm tài chính hơn 600 triệu một chút thôi. Bác nào mà thích đồ đồng cối đá này, phá không hỏng nhá, ăn chắc mặc bền này. Đấy, đèn của chiếc xe hai bên này rất sáng nhá. Xe được bảo dưỡng tại Toyota Mỹ Đình nhá. Đấy, tất cả các cái phần cản sau này đến đèn hậu này cực kỳ đẹp nhá. Khung gầm Hà Nội thì anh em yên tâm nhá, toàn bộ bốn gầm đều rất là đẹp. Và đồng sơn bên phụ của chiếc xe đây. Đấy, đồng sơn phía sau bên phụ đều màu theo thời gian. Anh em nào mà có nhu cầu bán xe, lên đời xe, alo em Lợi nhé. Em Lợi nhận thu mua tất cả các dòng xe ô tô trên mọi miền Tổ quốc. Khi quý khách hàng nào có nhu cầu bán xe, đấy, lên đời. Kính đều được dán phím cách nhiệt này, gương gập điện này, xin nhan trên gương này. Toàn bộ đèn pha này rất là đẹp nhá, cabo sơn zin. Hoặc sau đây em sẽ quay vào phần nội thất bên trong cho quý chị xem nhé. Vâng, và đây là cái phần nội thất bên trong của chiếc xe đây. Từ cột kèo này đến táp lô, táp ly này, keo chỉ, cánh cửa này, zin hết nhá. Nội thất ghế bên trong của chiếc xe được bọc ghế da. Trần của chiếc xe là trần thì nguyên bản tràn da này. Đến các cái phần gioăng cột của chiếc xe này còn rất là đẹp nhá. Cánh cửa keo chỉ là zin hết, toàn bộ keo chỉ trước sau này đều rất là đẹp nhá. Riêng keo chỉ anh em yên tâm không mất một phần, mất một phần em Lợi tặng 50 triệu đi lại cho quý chị luôn. Đấy, kính của chiếc xe đều của hãng Toyota nhá. Trải sàn da này đến năm sản xuất 2020 này. Và toàn bộ ghế hai bên này đều rất là đẹp. Vô lăng của chiếc xe này còn khá là mới nhá. Đây, củ số đây, anh em nhìn củ số đây. Toàn bộ các cái phần đồng sơn này, cánh cửa này, đến cột kèo này, gioăng này. Đấy,
và xe ốc khóa bản lề, bàn đạp phanh ga này, nguyên bản hết. Gioăng cột của chiếc xe là khá là đẹp đấy nhá. Bác nào mà thích chiếc Toyota Hilux này, ăn chắc mặc bền đây. Đồ đồng cối đá phá không hỏng vậy. Đấy, đến sàn thùng này, hai bên đèn hậu này, ốc này đều zin hết nhá, chỉ này, nguyên bản hết, toàn bộ chỉ cốp này, nguyên zin. Hai cánh cửa của chiếc xe đây. Hai cánh cửa đây, toàn bộ tắp lô tắp ly bên phụ này. Gioăng cột bậc lên xuống chạy sàn da. Ghế này rất là đẹp. À, đây, nội thất anh em nhìn này, vô lăng ngủ số này. Đến tay nắm cánh cửa bên lái bên phụ này, đều màu theo thời gian. Xe thì đặc biệt là còn đủ 3 chìa khóa nhé. Anh em nhìn đủ 3 chìa khóa này. Tất cả các cái phần bậc cột trần phào này. Xe nhập nguyên chiếc Thái Lan nên là đóng cửa khá là chắc chắn. À, kính của hàng Toyota hết toàn bộ các cái phần tay nắm này, bậc lên xuống này, ốc khóa này. Đấy. Sơn xi rất là đẹp nhá. Đấy. Chìa khóa đủ 3 chìa, vô lăng củ số khá là mới và đẹp, cam hành trình, màn hình. Vâng, đây là cái phần khoang động cơ máy đây, máy này, bao zin nhé, toàn bộ máy hộp số nguyên bản này, ốc cabo zin này. Đấy, chân đèn này, đầu răng này. Đấy, đến tất cả các cái phần đèn pha này, két nước này đều zin hết, toàn bộ chấu nở đây, đến tem mác cabo này. Đấy, nguyên zin. Toàn bộ các cái phần máy rất là đẹp nhé. Vâng, vừa rồi em đội vừa review giới thiệu chào bán đến toàn thể anh chị em và các bạn một cái chiếc xe Toyota Hilux đời 2020 form mới vừa mới về, và cũng được và em Lợi cũng cảm ơn anh em vừa rồi qua đã ủng hộ em Lợi rất nhiều về cái dòng Toyota Hilux nhá. Em bán cũng khá là tốt đấy, và đang cố gắng phục vụ tiếp một số anh em gọi điện thêm nhá. Em Lợi xin chào, gặp lại quý chị các bạn trong một video gần nhất.